Thưa quý khán giả, trong khi các gia đình đang vui vẻ bên mâm cơm chiều thì hiện nay bà con tại Cà Mau đang căng mình đối phó với tình trạng ngập. Các tuyến đường chìm trong biển nước, thậm chí là ở một số nơi nước tràn cả vào nhà dân. Cuộc sống của người dân đang yên bình thì chỉ sau một vài cơn mưa thôi, mọi sinh hoạt hàng ngày đều bị đảo lộn. Chia sẻ với nhóm phóng viên chúng tôi, bà con cho biết họ rất khổ sở trong suốt nhiều ngày qua. Hơn cả tuần nay, quán của chị Vi luôn trong tình cảnh ế ẩm. Nước ngập, quán chị không có một bóng người. Chị cho biết lượng khách giảm đến hơn 70%. Nếu tình trạng này kéo dài, chị không biết phải xoay sở ra sao, bởi mỗi tháng tiền thuê nhà phải trả là hơn 6 triệu đồng. Người ta không ghé vào quán tại vì người ta cũng sợ trong này không biết là không có thấy đường chạy. Nên nhiều khi quán cũng gặp tình trạng khó khăn, với đậu xe cũng khó đậu hơn nữa. Rồi ngập vậy rồi khách nhiều khi người ta ngại vào rồi người ta cũng bỏ quán đi, nên thành ra cái tình trạng kinh doanh của quán nó cũng giảm sút trong tháng này. Nước ngập, tai nạn trở thành chuyện hàng ngày. Trên những túi đường, cá ổ voi, ổ gà trở thành cái bẫy đối với người tham gia giao thông. Mặc dù người dân đã dùng những bao cát để làm biển cảnh báo, tuy nhiên tai nạn thì vẫn cứ xảy ra. Nước đâu thấy ổ gà đâu, vậy dấp ngang té, dấp ngang té, lật xe nhóc,